Đến lúc này Việt Nam có 5 cầu thủ đã ghi bàn ở ASEAN 18. Quang Hải và Công Phượng đều đã có được 2 bàn thắng. Văn Quyết, Anh Đức, Phan Văn Đức mỗi cầu thủ ghi 1 bàn. Hiệp phụ đầu tiên đã bắt đầu. Cả 3 sự thay đổi người của Olympic Việt Nam cho đến lúc này đều là ở tuyến trên. Ở phía dưới, rõ ràng đây là một trận đấu mà ông Park Hang-seo đã có một sự yên tâm tuyệt đối dành cho cầu thủ phòng ngự. Ba trung vệ và thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chơi rất ổn định. Đó là một điểm tựa cực tốt cho những toan tính. Cú chạm đầu của Anh Đức đã có lỗi cao chân, lỗi của Phan Văn Đức. Thẻ vàng là xứng đáng với pha cao chân vừa rồi của Văn Đức. Một tình huống nguy hiểm, và với pha bóng kiểu này thì cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ. Với những tình huống triển khai tấn công như vừa rồi, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chuẩn bị tương đối kỹ cho Olympic Việt Nam. Anh Đức đã có được vị trí tốt để thực hiện đường chuyền bóng bằng đầu, và những cầu thủ vệ tinh xung quanh như Phan Văn Đức có tốc độ nhanh và khả năng tiếp cận tốt là sẽ có thể đem đến những phương án tấn công có chất lượng. Nhưng thực sự đây là trận đấu mà Olympic Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi đối phương là một đội bóng có nền tảng thể lực tốt, và họ cũng đã có một sự dè chừng rất lớn trước những pha lên bóng của Olympic Việt Nam. Syri chính là đối thủ mạnh nhất mà chúng ta phải gặp từ đầu giải. Về cơ bản thì bóng đá Syri trình độ vẫn cao hơn Việt Nam, và chúng ta cần phải có được sự ổn định trong lối chơi cũng như thăng hoa của các cầu thủ. Cú đá không nguy hiểm, thêm một pha dứt điểm không thành công của An Mác Mua. Đã hơn một lần trong trận đấu này, An Mác Mua số 10 của Olympic Syri có được cơ hội dứt điểm, nhưng điểm tiếp xúc bóng của An Mác Mua thường là không tốt. Tiến Dũng Anh Đức, và trận bóng tiếp theo là của Quang Hải. Phạm Văn Đức, Anh Đức, Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Đức Huy, Duy Mạnh. Đình Trọng. Anh Đức. Duy Mạnh. Bóng vừa chạm đầu của Anh Đức, nhưng đối phương vẫn đang theo rất sát tiền đạo mũi nhọn của Olympic Việt Nam. Đây là lúc mà Anh Đức đang giữ vai trò làm tường. Đã khá nhiều lần cầu thủ lớn tuổi nhất trên sân lúc này của Olympic Việt Nam đã lui về để nhận bóng và tạo ra những tình huống thu hút. Nhưng thực sự là hàng thủ của Olympic Syri tỏ ra rất dày dạn, và họ không để bộc lộ ra những khoảng trống.
vừa có lỗi của Asuka. Pha lên bóng của Olympic Series. Mamua. Sóng gió đã qua đi. Pha phối hợp khá bình tĩnh của Olympic Series, nhưng họ đã không thể đánh bại hoàn toàn được sự chống đỡ của các hậu vệ áo trắng. Ở thời điểm quyết định thì trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng đã có được sự lựa chọn chính xác để ngăn chặn đường truyền của đối phương. Cầu thủ đá phối hợp là Mang Mùa. Bùi Tiến Dũng đã đấm bóng. Đến lúc này thì Dũng đã chơi xuất sắc trong cầu môn của đội Olympic Việt Nam. Ở trận tứ kết diễn ra cùng giờ, vào lúc này hai đội Triều Tiên và UAE cũng đang thi đấu hiệp phụ. Hai đội hòa nhau một đều ở hai hiệp chính. Đến lúc này thì 3 trong 4 trận đấu ở tứ kết ASEAN lần này đã phải kéo dài thêm hiệp phụ. An Mamua. Đó là cú đánh đầu pha bóng của Bùi Tiến Dũng. Đoàn Văn Hậu. Duy Mạnh. Pha chạm bóng tiếp theo là của Vũ Văn Thanh. Rất đáng tiếc là nhịp bóng của Vũ Văn Thanh lại không thật sự phù hợp với đà di chuyển của anh Đức. Đây đang là những phút thi đấu của hiệp phụ thứ nhất trận tứ kết giữa hai đội tuyển Olympic Series và Olympic Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN 2018. Tỷ số của trận đấu vẫn đang là không đều. Nhịp chơi của trận đấu trên lúc này vẫn duy trì ở mức độ trung bình. Cả hai đội đều cảm nhận được sự khó khăn mà họ phải đối mặt. Và dường như cả hai cũng sẵn sàng cho một cuộc chơi kéo dài, thậm chí là hướng đến những loạt đá luân lưu 11m. Đình Trọng rất khó với những pha nhận bóng như vừa rồi. Pha đi bóng của cầu thủ vào sân thành người Kamen Kua. Cầu thủ Siri đang chơi lấn sân. Người đá phạt góc là cầu thủ thuận chân trái Kudakli. Văn Toàn. Pha tranh chấp bóng bổng tốt vừa rồi là của Phan Văn Đức. Nỗ lực giành bóng của Văn Toàn.
An Bác Mua. Anamat. Thêm một pha chặn bóng thành công của Duy Mạnh. Dưới thời Hồng Quang Sô thì mặc dù bất lợi về thể hình, nhưng các cầu thủ Việt Nam luôn không dễ để có thể để các cầu thủ Tây Á khống chế trong những pha bóng tầm cao. Đây là Anet. Không nguy hiểm đối với Bùi Tiến Dũng. Một tình huống tham gia tấn công của trung vệ Aswap. Đây đúng là một cuộc đọ sức, cần sự bền bỉ, dẻo dai. Nỗ lực giành bóng của Anh Đức. Phạm Văn Đức. Văn Toàn. Văn Toàn. Hết sức đáng tiếc. Vâng, quá đáng tiếc các bạn ạ. Một tình huống mà chúng ta đã cố gắng để nắm bắt cơ hội. Văn Toàn rất cố gắng tung ra hai cú đá liên tiếp. Cú trả bóng cuối cùng của Văn Toàn bị mất trụ. Nhưng rõ ràng là cách tính toán và sử dụng con người của ông Park Hang-seo cho đến lúc này chúng ta vẫn cần phải ghi nhận là hết sức chính xác. Ở từng thời điểm khác nhau, với những con người khác nhau, để phục vụ những mục đích cũng là khác nhau. Cầu thủ bị đau của đội bạn là số 2 Aswap. Trên sân lúc này Siri còn lại hai cầu thủ quá tuổi. Rất tiếc khi mà Văn Toàn đã bị mất trụ trong tình huống dứt điểm. Số lần tấn công của đội tuyển Olympic Việt Nam có những tình huống đe dọa kiểu như vừa rồi là không nhiều. Nhưng sự sẵn sàng thực sự cũng vẫn luôn đem đến cho Olympic Việt Nam có những lợi thế nhất định. Sự sẵn sàng này khiến cho đối phương cần phải có sự dè chừng. Và sự dè chừng đó ít nhiều cũng làm giảm bớt áp lực nếu như họ muốn có thể tạo ra. Ở kỳ ASEAN lần này thì ban tổ chức đã áp dụng luật giống như World Cup vừa qua, tức là trong hiệp phụ các đội bóng có thể thay cầu thủ thứ tư. Như vậy hiệp phụ này chúng ta vẫn còn một sự thay đổi người. Đoàn Văn Hậu. Rất chính xác Anh Đức. Văn Toàn rất nhanh. Văn Toàn đã tạo ra cơ hội. Tốc độ và sự bật vọt đã giúp cho Văn Toàn nắm bắt lấy một tình huống không đơn giản. Pha bóng rất có ý tưởng của Olympic Việt Nam. Theo chúng tôi thì khả năng xoay sở chậm của bộ đôi trung vệ Siri là điều chúng ta có thể khai thác. Văn Thành.
Pha bóng không được như ý, vẫn là người Việt Nam vắt hậu. Không vào. Văn Hậu đã có cơ hội để thực hiện pha bóng quen thuộc của mình. Ở một vài phút vừa rồi thì nhịp độ tấn công của Olympic Việt Nam đột nhiên được đẩy lên, và đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có được những tình huống tiếp cận. Đáng tiếc là chúng ta không có được một pha bóng dứt điểm nào thực sự lợi hại. Cú đắc ly. Những giây cuối cùng của hiệp phụ đầu tiên, Văn Toàn. Trọng tài đã thổi phạt cú đắc ly. Chúng ta xem lại pha truy cản quyết liệt của cú đắc ly. Cầu thủ đá cánh trái bên phía Seri. Và như vậy là trọng tài người Iran, ông Biyan Heydari, đã nổi còi khép lại hiệp phụ đầu tiên. Tỷ số vẫn là không đều. Chúng tôi sẽ nhắc lại là ở ASEAN lần này thì trong hiệp phụ các đội bóng có thể thay cầu thủ thứ tư. Tiếp tục là những chỉ đạo của ông Park Hang-seo. Ở đội U23 cũng như Olympic Việt Nam thì trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa giống như một cánh tay nối dài của ông Park Hang-seo, truyền đạt rất chính xác ý tưởng và cả thần thái. Ông Park Hang-seo thường có những quan sát có thể nói là rất nhanh và chính xác để đưa ra được những quyết định phù hợp nhằm giúp cho hàng công của Olympic Việt Nam có được những giải pháp khôn khéo ở những thời điểm mang tính quyết định. Có thể là cảm hứng từ những phút cuối của hiệp phụ thứ nhất vừa rồi đã khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo có được những quan sát và đưa ra được những quyết định có cơ sở để đem đến một hy vọng lớn hơn cho Olympic Việt Nam ở hiệp phụ thứ hai. Tôi nghĩ rằng là vào thời điểm này thì ưu thế về mặt thể lực của Olympic Series cũng không còn quá khác biệt. Rất có thể là Olympic Việt Nam sẽ có những phút thi đấu tạo ra áp lực, và không loại trừ khả năng một trong hai biên của Olympic Việt Nam sẽ được đẩy lên cao hơn để quyết giành chiến thắng trong hiệp phụ thứ hai này. Tôi cũng nghĩ như vậy. Và hiệp phụ thứ hai đã bắt đầu. Thực tế thì hai mũi tấn công biên lợi hại của chúng ta, Văn Đức và Văn Toàn, đều là những cầu thủ vào sân thành người, có thể phù hợp với Văn Thanh và Văn Hậu để tạo áp lực bên cánh đối với các cầu thủ Siri. Đội bàn cũng đã xuống sức rồi. Đương nhiên, một trận đấu kéo dài và hao tổn nhiều sức lực của cả hai bên.
Đối thủ của Olympic Việt Nam ngày hôm nay, Syri, là đội bóng đến từ một đất nước khá đặc biệt. Syri vốn là một đất nước thanh bình, xinh đẹp, cho đến khi cuộc nội chiến xảy ra. Syri có lịch sử lâu đời với nhiều di sản được UNESCO công nhận. Thủ đô Damascus là một trong thành phố cổ nhất thế giới. Đá cơ lỗi của Carmen qua. Sự thay đổi người thứ ba bên phía các cầu thủ Syri. Vào sân là số 17 Zakria Hanan. Quang Hải, Tiến Dũng. Phụ thứ nhất là cái cơ sở để cho Park Hang-seo quyết định tiếp tục tạo ra những tình huống đột biến như vừa rồi. Cú phóng trái bóng từ tuyến dưới của Olympic Việt Nam đã tạo ra sự bất ngờ cho đối phương. Chúng ta cùng xem lại đường truyền này. Vâng, bộ đôi trung vệ anh Tùng ạ. Chúng ta đã nói về việc bộ đôi trung vệ có xoay sở chậm và đôi khi bóng lót cho nhau không tốt. Một pha phản kích rất nhanh từ sân nhà. Hàng thủ Syri đã lúng túng. Vâng, và Văn Toàn, cầu thủ cuối cùng vào sân thay người, đã lập công. Pha ghi bàn đầu tiên của Văn Toàn tại ASEAN lần này. Thời gian còn lại của hiệp phụ có thể còn rất nhiều, nhưng phải nói rằng vào lúc này chúng ta đang ở trong những giây phút vô cùng ngây ngất. Và tôi một lần nữa cần phải ngả mũ trước những gì mà ông Park Hang-seo đã xây dựng cho Olympic Việt Nam qua từng trận đấu. Chúng ta đã cảm nhận tương đối nhiều sự khó khăn, nhưng sự kiên nhẫn cũng có cái giá của nó. Phan Văn Đức. Rất có thể những phút tới Syri sẽ tập trung nhiều đường bóng nhồi bồng vào vòng cấm của Bùi Tiến Dũng. Đó cũng là con đường ngắn nhất để tiếp cận cầu môn Olympic Việt Nam. Người đoạt bóng là Văn Toàn. Lỗi của Văn Toàn. Cầu thủ Syri vẫn triển khai lối chơi trong khi một cầu thủ Việt Nam bị đau. Văn Toàn đã phạm lỗi với Anamat, nhưng pha quay chậm chỉ ra rằng Văn Toàn không hề chạm vào người cầu thủ đối phương. Ở vòng đấu bảng, Văn Toàn không có nhiều cơ hội trừ trận đấu với Nhật Bản. Tuy nhiên hai trận đấu gần đây thì anh trở nên rất hữu hiệu, mặc dù đều được tung vào sân từ ghế dự bị. Trận đấu đang phải tạm dừng. Duy Mạnh là cầu thủ đã bị chấn thương. Đây là giải đấu mà Duy Mạnh đã chơi xuất sắc.
rời sân là cầu thủ mặc áo số 20 Anamat. Chúng ta đã biết đến một Đỗ Duy Mạnh thi đấu xuất sắc. Tuy nhiên đây là giải đấu mà anh đã nâng tầm của mình lên, thực sự là như vậy. Anh Đức đã lùi về và anh là người cản phá. Pha xử lý chính xác của Bùi Tiến Dũng. Nếu như được quyền cho điểm cho bất cứ cầu thủ nào ở trận đấu này thì tôi xin dành điểm tối đa cho Bùi Tiến Dũng. Một trận đấu của sự chính xác tuyệt đối, đem đến niềm tin có thể nói là cực lớn dành cho tất cả mọi người, từ những người thi đấu trên sân đến những người ngồi xem, những người đang ở quê nhà. Đúng như vậy. Trận đấu sẽ rất sôi nổi những phút cuối cùng. Bùi Tiến Dũng thực sự là điểm tựa ở những thời điểm khó khăn. An Bắc Mùa. Rất tốt. Đây là một pha xử lý chính xác của Bùi Tiến Dũng. Ông Phan Sô phút chót đã tin tưởng Bùi Tiến Dũng, trao cho anh cơ hội và anh đã đáp lại với một phong độ tuyệt vời. Duy Mạnh đã ra dấu xin thay người. Chúng ta vừa xem lại nỗ lực sút bóng của cầu thủ vào sân thành người Zakaria Hanan. Người đang bị đau là Quang Hải. Dường như Quang Hải đã bị rách mi mắt. Va chạm có thể nói là khá mạnh với cầu thủ đối phương. Cánh tay của Hanan đã vung giữa mặt Quang Hải. Có một điều đặc biệt ở Olympic Syria, đó là thế hệ cầu thủ Syria hiện nay phần lớn sinh sống nước ngoài và hầu như chưa trở về quê hương, chưa một lần trở về quê hương. Đó là một điều hy hữu và rất đặc biệt. Chúng ta cùng xem một lần nữa bàn thắng của cầu thủ Việt Nam. Anh Đức cắm ở trên đã nhanh chân. Đường chuyền phát động rất tốt của đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Anh Đức để lại dấu ấn. Và người tiếp ứng cũng lại là một cầu thủ vào sân thành người. Đúng là ngả mũ trước ông Phan Sô. Trận đấu trước là cặp Văn Toàn Công Phượng, bây giờ là Văn Toàn Anh Đức. Vâng, sự thay đổi người thứ tư. Phạm Xuân Mạnh vào sân. Lần đầu tiên một giải đấu ở châu Á áp dụng luật thay 4 cầu thủ. Cầu thủ thứ tư được thay hiệp phụ, giống như World Cup vừa rồi, và bây giờ chúng ta có quyền vận dụng.
Duy Mạnh đã nỗ lực, tuy nhiên bây giờ là lúc Duy Mạnh phải rời sân. Có lẽ là Xuân Mạnh sẽ vào sân để chơi ở biên. Còn người đá thay vị trí của Duy Mạnh sẽ là Đoàn Văn Hậu. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Chúng ta đã ở rất gần thêm một cái ngưỡng lịch sử nữa, đó là lọt vào bán kết bóng đá nam ASEAN. Đất nước Syri là quê hương của Steve Jobs, bộ não vĩ đại, và là người đồng sáng lập thương hiệu Apple. Nói chung Syri là đất nước có nhiều điều đặc sắc cho đến trước khi bị cuộc nội chiến phá hủy. Bóng không chạm ai. Sẽ là quả phát bóng lên cho Olympic Việt Nam. Ở bên ngoài sân, trong những thời khắc căng thẳng, đôi lúc huấn luyện viên Park Hang-seo phải nhắm mắt, không dám nhìn những tình huống mà các học trò chơi bóng. Đó là những phản xạ hết sức con người, nhưng ẩn chứa trong người đàn ông này rõ ràng là một ý chí, một khát khao rất lớn, và ông đã truyền được điều đó đến tất cả các học trò. Từ giải U23, giải bóng đá U23 hồi đầu năm, cho đến lúc này trên một chiến trường khác, một giải đấu của lứa tuổi Olympic, nhưng những hình ảnh đó vẫn đi cùng với bóng đá Việt Nam, và chúng ta đang hướng tới một mốc thành công mới. Vừa có thêm một chiếc thẻ vàng được rút ra, đó là thẻ vàng dành cho thủ môn Bùi Tiến Dũng, vì trọng tài người Iran Haidani cho rằng Tiến Dũng câu giờ. Phút thứ 120, pha bóng rất mạnh, đó là cú pha bóng của Phan Văn Đức. Xuân Mạnh bị đau nhưng gắng gượng và ngay lập tức trở lại sân. Đây là lúc mà chúng ta cần phải hết sức cố gắng. Đã có lỗi việt vị. Ba phút đá bù giờ cho hiệp phụ thứ hai. Anh Đức. Quang Hải. Phạm Văn Đức. Giữ bóng là giải pháp hiệu quả vào lúc này.
Anh Đức thả bóng cho Văn Toàn. Đã có lỗi của Văn Toàn nhưng trận đấu tiếp tục với phép lợi thế dành cho Olympic Series. Anh Đức, Quang Hải, Văn Thành, rất tỉnh táo. Văn Toàn, khoảng trống rất nguy hiểm. Cầu thủ đối phương đã không thể có được một cú đá như ý. Pha sút không trúng tầm bóng vừa rồi là của Hanan. Phần lớn những gì đã diễn ra trong 120 phút thi đấu là những tình huống mà cầu thủ Siri muốn cố gắng dùng thể hình và thể lực của mình để tạo ra sự lấn lướt, nhưng họ đã phải đối mặt với một đội tuyển Olympic Việt Nam chơi khôn khéo, biết giữ sức và biết bung ra đúng lúc. Những giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 3, chúng ta đã thắng. Bàn thắng duy nhất của Văn Toàn đã đưa đội tuyển Olympic Việt Nam lọt vào top 4 đội hay nhất của ASEAN năm 2018. Một mốc lịch sử nữa lại được bóng đá Việt Nam xác lập. Xin chúc mừng bóng đá Việt Nam, xin chúc mừng cầu thủ Olympic Việt Nam. Cảm ơn ông Park Hang-seo và các học trò của ông. Một trận đấu tuyệt vời nữa, cho dù đây là trận đấu mà chúng ta đã cảm nhận quá nhiều những khó khăn, nhưng đây là một lần nữa chúng ta cảm nhận được sự chuẩn bị của Olympic Việt Nam ở ASEAN lần này là rất tốt. Rất nhiều những phương án đã được chuẩn bị và những con người mà ông Park Hang-seo đã sử dụng đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong trận đấu này, kể cả những người đã bị thay ra hay những người được đưa vào để thay thế. Chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng, chỉ là một bàn thôi nhưng bàn thắng đó đã được đưa chúng ta đến với một mốc mới của lịch sử. Xin cảm ơn tất cả